đổ nước gì không? Cái này hút bụi mà đổ nước rồi. Mới nghe nói nãy nãy là ai kêu đổ nước. À tí nữa, từ từ. Tức là mình đổ ra sàn á, mình hút vô. À hút vị trí sàn hả ta? Mình đổ vô motor chứ. No, no, no. Hút nước ở trên mặt sàn này vào trong cho nó sạch chứ. Anh Dương ơi, Dương luôn. Đã hết luôn. Rồi lấy đồ đi, anh chỉ cho thực hành vệ sinh mốt có vệ sinh thưởng vệ sinh. À bây giờ đứng sau. Hút bụi xe, hút bụi xe. Cái này nó không giờ không có đồ chuyển. Hút bụi xe luôn, được luôn. Có cái đuôi dẹp chuyển hay đuôi ấy á. Bây giờ không có chuyển, không có đồ ấy. Để kéo lên kia ra. Dạ, kia bên kéo lên kia đi có. Rồi, kéo đâu, kéo con xe mà. Rồi, kéo lên kia có ổ điện đi rồi mấy anh nó hướng dẫn cách sử dụng. Nên cầm hai cái. Có chụp hình không ạ? Ba cái tha hồ lao. Cái nào giống nhau mà. Cái này hút nào được không anh? Hút nào là né. Được, được. Được luôn, hút được hết. Rồi đây nè, đổ điện đây nè, chưa anh, để lại chưa, để lại nó. Được rồi, được rồi, kéo đi, điện lại. Điện dài mà. Rồi, cứ cứ rồi, 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 rồi. Đó, ông chủ qua tới đó. Để dưới này nữa. Đây, bốc nắm bụi ở đây thử cho anh đi. Rồi. Ok đấy. Đây, đây, đây đi, đây đi, đây đi, đây dưới này. Đấy, nhìn rõ này. Rồi cắm điện anh ơi. Ra tí điện đi. Đấy nha, mở này ra để hướng dẫn trước nha. Mở này ra này, mở hai bên ra này. Bây giờ mình xác định mình hút bụi. Dạ. Thì mình phải nhớ là kiểm tra có cái này. Cái này gọi là tầng chắn bụi. Yeah. Để cho bụi nó khỏi bay ra ngoài. Đó, mình hút bụi khô mình phải bỏ này vào. Bụi nó sẽ nằm ở dưới cái thùng này. Đúng rồi. Đó, mình hút nước thì mình nhớ bỏ cái nó ra. Nó có đồng tiền đúng không? Đấy nhá. Bật hai motor lên là nó hút là công suất nó mạnh. Rồi hút lên này. Kéo đặt từ trên kéo xuống. Ok chưa? Yeah. Rồi, muốn hút ở đâu thì cứ đẩy đi đó mà hút thôi. Đúng rồi. Thì mình đổ rồi. Nước ra sàn. Ví dụ anh muốn hút nước thì để ra nước rõ sàn chưa? Để đổ nước ra sàn này. Sau này là chỉ bụi thôi. Rồi mình thay bằng cái đầu này. Bỏ nước gì vô đây nữa hư. Nó nằm dưới này không hư. Đấy, anh muốn hút nước, ví dụ anh xác định anh hút nước thì anh nhớ tháo cái lọc này ra. Tháo lọc này ra. Đó, bỏ ra ngoài. Đó, anh để ra ngoài. Đó. Thì nước nó nằm dưới này. Không bỏ đâu rồi. Còn nước nó nhiều quá. Mình hút nước nhiều quá. Thì đây xả nước xả nó ra cho nó đỡ nhiều nó khô luôn này hút xong cái là mình nằm mình ngủ luôn là mát luôn. Rồi xe là bỏ xe này ra. Đúng rồi, hút trong xe thì mình cắm hai cái này vào. Cắm trực tiếp luôn. Mà mở ra cho anh kiểm tra nước ở bên trong này đó. Đây nha, nước đây nha anh. Đây nha. Đó. Đó nên khi mình vệ sinh thì mình nhớ mình nước xong mình dính như này ra mình rửa vệ sinh là bình thường. Đúng rồi, anh vệ sinh bình thường. Cái này
này đây. Mình đổ mình xả cái trước đi, mình xả cái này này. Xả cái này trước. Nếu nó nhiều quá thì nó dâng đây thì mình phải xả trước đi cho nhẹ. Rồi mình đổ nước vào đây cho mình đổ đi, rửa đi thôi. Đấy thôi. Cái lọc đó khi hút bụi lên đây bỏ vào. Khi hút bụi ra. Bỏ hết bỏ xe ra. Nếu anh hút bụi ra thì bỏ kia vào. Tắt tắt đi anh. Nếu mà hút bụi là bỏ cái này vô. Nếu mà hút bụi á, bỏ cái lọc nó vô. Đúng rồi, anh phải bỏ cái lồng nó vào để cho nó không bị bụi nó bay ra ngoài. Bỏ lọc vô. Ở trong đó có nước rồi sao đó. Không sao, hút vào đó uống xíu. Có tí nước thì sao đó. Bỏ lọc nó vô nó bụi. Nhưng mà nhiều nước rồi thì phải đổ đi nhá. Đây là chỉ test thử thôi. Rồi. Rồi, hút đi, hút thoải mái. Rồi, xong. Để đưa lại cho mấy anh đi. Nếu mà hút bụi thì mình chỉ cần hút một motor thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.